Phan Châu Trinh sinh năm 1872 tại Quảng Nam, năm 1901 ông đỗ phó bảng, đồng khoa với thân sinh Bác Hồ là Nguyễn Sinh Sắc, ông là một nho sĩ yêu nước tiến bộ đầu thế kỷ 20, ông cùng với Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đã phát động phong trào Duy Tân theo tư tưởng bất bạo động, với khẩu hiệu khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh, đã nổ ra mạnh mẽ năm 1906 nhưng bị thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn đàn áp, tan rã vào tháng 5 năm 1908. Tuy thất bại nhưng đã ảnh hưởng lớn đến trình độ giác ngộ của nhân dân, ông mất năm 1926 sau nhiều lần bị thực dân Pháp bắt khổ sai.